Hiện tại thì ở đây đang mưa phùn. Lấy áo mưa cả bộ ấy. Ôi, lâu lắm không nhìn thấy bi. Thề từ cái lúc còn bé tí giờ nhìn thấy lại viên bi ấy. Cả thành phố giờ cái này nó biến mẹ mất này. Đúng rồi, đâu có, con ít đâu có chơi đâu, chơi. Giờ là chơi TikTok. Chơi TikTok mẹ đấy. Vừa mua được áo mưa. Vì hiện tại ở đây trời đang mưa phùn. Thời tiết không được đẹp cho lắm. Đi xe đêm, đi xe buýt đêm từ tối qua. Đến 4 giờ. 4 giờ sáng đã đến nơi. Nhanh thật sự. Đây có 5 con chó đón. Có 5 con chó đón. 5 con chó đi vòng vòng. Như kiểu đàn cá mập nó vây người nó chuẩn bị ăn thịt mình đến nơi. Nó cứ gừ. Sợ dã man. May có ông anh đi xe ô tô đến cứu. Má đi xe giường nằm tối qua lâu lắm rồi, trải nghiệm 3 năm rồi. Trải nghiệm có xe giường nằm. Xe nhưng mà xe giường nằm hôm qua là xe xịn nhất rồi nhá. Đi nó cua lắc từ bên này sang bên kia. Đây là cái homestay của bọn mình. Đây, tí thuê cái xe này đi lượn. Đây là cái view triệu đô. Nhìn ra mấy cái ruộng bậc thang trông đẹp dã man. Ok không? Đấy, ok luôn. Đẹp phết đấy chứ nhỉ? View ok phết. Còn đây là phòng nhìn thẳng ra ruộng bậc thang luôn. Đấy. Quả giường nằm nhìn ruộng bậc thang ảnh đét luôn. View triệu đô đấy. Thôi, đồ đạc để đây. Giờ đi xe máy ra Khao Phạ. Bây giờ bọn mình sẽ đi xe máy ra Khao Phạ để ngắm địa điểm nhảy dù và vò móng ngựa. Đấy, bây giờ là mặc áo mưa đi thuê xe máy xuống Khao Phạ để cho ông em Huy lái. Và quên chưa giới thiệu với anh em, đây là Huy, người anh em từ miền Nam ra miền Nam, từ Sài Gòn ra đây chơi. Hai bọn mình đã đến Khao Phạ. Đây là địa điểm nhảy dù. Địa điểm nhảy dù Khao Phạ. Vừa với năm ngoái thì mình nhảy dù ở đây rồi. Mẹ đi đường từ cái homestay xuống đây mẹ mưa dã man. Khổ thật sự, và nhất là mấy thằng đeo kính như mình. Mẹ nước mưa, rồi còn sương mù nữa. Đủ má. Chả nhìn thấy đường gì luôn. Mà hôm nay là lạnh dã man các bạn ạ. Xuống 18-25 độ. Nhưng mà hai bạn mà trèo lên con này đi lên được hả? Lên được. Lên được. Nãy nó xuống nhiều tí nữa lên đấy. Bọn em tính tổng ra hai thằng 170 cân. May bọn lên được. Đấy, thở ra khói. À biết độ lạnh à. Nếu mà đi được trước sớm 1-2 hôm thì nó sẽ có nắng ngắm được hết chỗ này. Nhưng mà không sao, đi mưa cũng được. Mình trải nghiệm cái hay của trời mưa. À, nhìn này, mây bao phủ hết núi. Dã man không? Bên này có một cái thung lũng hoa. Ê, ông em Huy. Cho người ta đi. Xuống đi.
Đây còn lấp thang lên thiên đường này. Đấy. Nhìn mây mù che phủ núi hùng vĩ không các bạn? Kiến ở núi là nó to hơn kiến bình thường. Dán xúc xích ấy. Dán xúc xích đấy. Lợn này, lợn cắp lách này, cắp mỗi con một bên về. Đi trên đèo quên không mua cái túi bóng buộc giày, giờ ướt hết giày, giày ướt hết sạch, tất ướt hết sạch, chán vậy đấy. Cho các bạn xem buổi trưa mình có món gì: cơm trắng, trứng rán, thịt ba chỉ, canh chua, ui xời, hú hết ba bát. Mình vừa lên cái đồi mâm xôi ở La Bà Tẩn thì cũng hay, đúng lúc vừa đến đây thì trời nó đã lắng, hẳng lắng rồi. Thế bây giờ có thể lên trên đấy để ngắm. Gió dã man, lạnh vãi. Cho các bạn xem quả VKC. Lúa đây chắc phải tầm vài tuần nữa thì nó mới có thể vàng được. Sao? Review của toilet chiêu đét. Đây. Mình đang đi xuống cái đồi mâm xôi La Bá Tẩn. Đéo biết đây là lần thứ bao nhiêu mình xuống đây rồi. Mình xuống đây nhiều phết rồi. Úi dồi ôi, cẩn thận. Anh quay được rồi nhá. Có phải em diễn để anh quay đúng không? Tiểu phẩm đấy hả? Anh em mình nông dân đi làm lúa thôi nhờ. Ôi, gió dã man. Dũng. Trơn à? Trơn à? Thế ướt hết giày rồi. Bẩn cả quần luôn ấy. Đi thì khom người xuống không nhỉ. Bẩn hết người rồi. Dã man thật. Thôi cứ đi tí về tắm. Nhờ. Tắm chứ. Ờ, anh nghĩ là phải mua đôi dép. Không đi nó đi giày nãy giờ ướt hết cả ấy. Dã man thật, đi đây đường có bé tí mà trơn, nó vừa mưa xong nó trơn các bạn. Đi kiểu này tốn nhiều calo phết đấy chứ nhờ. Chắc gì cardio đâu. Tập giảm cân đấy. Gió to dã man. Đứng không cẩn thận gió nó đẩy vô ngã xuống ruộng. Anh vừa trải nghiệm quả nhà vệ sinh mù căng trải. Cửa thì đéo chốt được, sợ vãi. Cửa này đéo chốt được mà. Đây chính là giấy chùi đít. Anh em tôi vừa đến quả rừng trúc, vãi cả đái thật. Mẹ, quả đường lên nó xấu dã man. Cái đường mẹ nó bé tí mà nó dốc dã man. Vừa đúng một cái xe máy, vừa đúng con quầy. Thì đấy em mới nói là em thấy là vừa đúng. Mà một bên nó là kiểu vực ấy. Kinh vãi đái cái mẹ. Chỉ cần hơi mém trượt bánh cái là phi mẹ xuống vực luôn. Gây vậy cứ. Đúng sợ. Đi ghê thật sự. Lúc đầu em thấy lên căn bản đây. Hello. Hello. Solo hip hop với trai bạn này. À, rừng trúc như này à? Lần đầu mình vào. Một vòng, đi một vòng tròn. À, đi một vòng. Và... Ồ, hóa ra đây là đi theo một vòng tròn luôn. Đây. Cho bạn xem đây là rừng trúc ở Mù Căng Chải. Đã trông ok phết đấy. Đây lần đầu tiên tôi đi. Trông kiểu giống phim hết nhở? Giống kiểu phim
kiếm hiệp về các thứ ấy nhỉ. Trơn vậy đấy. Nó vừa mưa xong mà. Uầy, không biết cái rừng tre này nó rộng không? Nó sâu không? Uầy, nhìn nó kiểu nó cứ tối đen xì ấy nhỉ, sâu hút luôn. Thử đi sâu vào trong này xem. Anh à, anh sợ nhất kiểu mấy cái mạng nhện ấy. Nó chăng chăng kiểu giữa mấy cái cây này. Đi đập mặt phát vào, ui con nhện nó bám mẹ vào mặt ghê người. Mẹ, nhưng mà anh nhìn ở trong cái rừng này, anh cảm giác nó cứ hơi creepy kiểu đéo gì ấy. Trông nó cứ ghê ghê kiểu gì ấy. Mẹ nữa hiểu sao có mỗi hai anh em ở đây. Kèn kèn này, kèn quả kèn này thổi hip hop với mấy dân bản ấy mà. Ở đây có một cái con suối nhỏ. Đây, thanh niên này đang chụp một con nhện. Nhện rừng. Đấy. Có thấy con nhện đâu không? Phải zoom lên. Đây. Con ở kia nhìn nó mới to. Thấy rắn chắc chạy luôn, nếu đứng lại anh chụp được. Uầy, càng vào đấy càng sâu ấy, chả biết là đi đâu. Kịch rồi hả? Đừng cụt rồi. Khiếp, nhìn xuống đây nó cứ sâu kinh khủng khiếp ấy. Vào đây kiểu giống kiểu mê cung ấy các bạn ạ. Và bọn tôi đã quay trở lại cái homestay. Và thành thật mà nói thì tôi thấy cái view ở homestay nó còn đẹp hơn những cái địa điểm kia. Đây, lúa ở đây thì cũng vàng vàng rồi này. Có lẽ cũng chuẩn bị đã gần chín. Và tối nay bọn mình sẽ bắt xe về Hà Nội. À không, ngay chiều nay thôi. Tí nữa bọn mình sẽ bắt xe về Hà Nội luôn. Và tầm 11, 12 giờ sẽ về tới nhà. Đây chính là tour Mù Căng Chải một ngày của anh em tôi. Các bạn thấy sao? Cho một like nhé. Tour này là dành cho những người mà yêu đi du lịch nhưng mà không có thời gian. Đấy, chỉ cần một ngày thôi là các bạn có thể chơi các địa điểm của Mù Căng Chải. Nắng chiếu ra kìa đẹp nhỉ.